Hiện tại tôi đang giảng kinh, người thật sự nghe hiểu không nhiều. Đại khái khoảng 20 người cũng tìm không ra. Thật không dễ. Vì sao bạn không hiểu vậy? Vì tâm khí bao trao, vọng tưởng quá nhiều, tạp niệm, công việc quá nhiều, không buông bỏ được những chuyện còn dính mắc trong lòng, nó sẽ chướng ngại việc bạn nghe kinh. Sau khi nghe kinh 1000 lần, tâm bạn sẽ định lại, tâm thanh tịnh hiện tiền, thanh tịnh bình đẳng giác. Trên đề kinh chúng ta, mức độ thấp nhất chính là trong vòng 1 năm sẽ tu tâm thanh tịnh, vạn duyên buông xả. Tâm thanh tịnh là sở chứng đắc của A-la-hán, sự nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn là Bồ Tát, là sở chứng đắc của Pháp Thân Bồ Tát. Muốn đạt bình đẳng giác, nhất định phải đắc thanh tịnh trước, sau đó mới có thể đắc bình đẳng giác. Cái này còn quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Chân thật muốn vãng sanh thế giới cực lạc không buông xả là không được. Cái gì cũng phải buông hết. Những công việc ở thế gian, có một số chúng ta cũng nên giúp một tay. Vì sao? Vì nó có lợi cho chúng sanh. Thế thì nên giúp một tay. Giúp rồi thì đừng để trong tâm. Trong tâm chỉ có mỗi A-di-đà Phật mà thôi. Ngoài trừ A-di-đà Phật ra, cái gì cũng không có. Bà mới có thể đắc nhất tâm bất loạn. Niệm Phật vãng sanh thân cận A-di-đà Phật, đến thế giới cực lạc làm Phật, cái này quan trọng. Nó quan trọng hơn bất cứ cái gì. Việc lớn của đời người không có cái nào lớn lao hơn việc này. Chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng minh bạch mới được. Những thứ khác đều là giả, tất cả chỉ là chuyện nhỏ, chẳng phải chuyện gì to tát. Tôi hy vọng trong một đời này của chúng ta gặp được Phật Pháp, gặp được tịnh độ, quá khó, quá hy hữu rồi. Nhờ vào công đức nguyện lực, của Hải Hiền Lão Hòa Thượng gia trì, đời này chúng ta quyết định được sanh. Khi chúng ta vãng sanh, bạn chắc chắn sẽ nhìn thấy Hải Hiền Pháp Sư cùng với A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bạn. Đồng tu bên Bắc Kinh có báo tin với tôi rằng Pháp Sư Hoành Lâm hiện nay thầy ấy không khỏe. Thầy bệnh rồi, bệnh rất nặng. Mấy ngày gần đây dường như đã khá hơn. Chúng ta mỗi ngày giảng kinh đều hồi hướng cho thầy ấy. Vì vậy, hy vọng đồng tu chúng ta mỗi ngày xem đĩa đều là công đức. Xin mang công đức xem đĩa, nghe kinh, niệm Phật, hồi hướng cho thầy ấy. Mong sức khỏe thầy sớm ngày bình phục. Người này là một người tốt, hy hữu khó gặp. Tịnh Tông gặp phải kiếp nạn lớn như thế, nhưng không thấy ai ra mặt đến cứu vãn.
Không có. Chỉ có Thầy âm thầm lặng lẽ soạn ra quyển sách này. Quyển này đã được in rất nhiều lần, mỗi lần số lượng đều tăng thêm một chút. Có lẽ là do mọi người đã hiểu rất rõ ràng minh bạch rồi, đặc biệt là trong phần huyển trụ vấn đáp. Có người đưa ra câu hỏi, hỏi Thầy, những câu trả lời của Thầy, phần đó tôi đều xem qua rồi. Công đức của Thầy, công đức hộ pháp, không ai có thể sánh được với Thầy. Chúng ta hy vọng A-di-đà Phật sẽ gia trì cho Thầy giống như Hải Hiền Pháp Sư vậy, kéo dài thọ mạng cho Thầy. Để Thầy góp sức cho Phật giáo, giúp cho tất cả tôn giáo. Mong sao tất cả mọi người đều có thể làm đến được tán thán lẫn nhau, không được phê bình, không được hủy báng lẫn nhau. Phê bình, hủy báng sẽ khiến cho đại chúng trong xã hội nảy sinh lòng hoài nghi đối với Phật Pháp, đối với mọi tôn giáo, khiến họ đánh mất tín tâm, trách nhiệm nhân quả, khiến người khác mất đi tín tâm rất lớn. Đánh mất tín tâm thì trên kinh Phật nói là đoạn pháp thân huệ mạng. Tội còn nặng hơn so với tội giết người nữa. Bạn đoạn pháp thân huệ mạng của họ, quả báo đều là ở địa ngục, hết sức đáng sợ, không thể làm cái chuyện này được. Chúng ta mà nghe thấy lời phỉ báng, trong tâm phải mau chóng niệm A-di-đà Phật. Đừng để những chuyện bên lề đến làm phiền chúng ta. Phải bảo hộ cho cái tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chính mình. Nếu không thể nhẫn chịu được, vậy thì hãy tránh đi chỗ khác. Còn như có thể nhẫn chịu, vậy thì cứ ở đó mà niệm Phật. Họ hủy báng chúng ta hãy niệm Phật hồi hướng cho họ. Thế thì đúng rồi. Hy vọng có thể làm giảm bớt tội nghiệp của họ. Đối người, đối việc, đối vật đều phải đem cái chân tướng sự thật mà làm cho sáng tỏ rõ ràng. Không làm sáng tỏ rõ ràng sẽ dẫn tới việc đi phê bình, hủy báng, như thế rất dễ hàm oan cho người. Người phải nhận lãnh mối hàm oan to lớn ấy. Lại không có nơi để dạy oan, cả nhân quả ấy ai sẽ chịu đây? Người gây ra lỗi ấy trước mắt họ không biết, chết rồi thì sẽ biết ngay, đến lúc đó hối hận không kịp. Cả cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát, tổ sư đại đức đều dạy chúng ta học Phật phải học nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục tiên nhân là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Chịu nổi oan khuất thế nào đều không cần nói ra. Làm như thế sẽ tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình, gia tăng công đức cho bản thân. Không cần phải giải oan, không cần phải trả thù làm gì. Không được phép. Đại thừa, nhất là Tịnh Tông, trọng tâm phải xem hết thảy chúng sanh đều là Phật, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, nhất định không được hủy báng. Họ hủy báng ta, sỉ nhục ta, hãm hại ta vẫn là cảm ơn họ,
Vì sao vậy? Vì tiêu nghiệp chướng giúp ta. Đời này của ta không tạo cái nghiệp nặng như thế thì cũng có thể là do đời trước đã làm. Bao đời bao kiếp về trước, chúng ta đâu có đảm bảo được. Thế thì nên hoan hỷ vui vẻ mà nhận lấy. Oan khuất thế nào đều tình nguyện nhận lãnh. Tốt. Trong tâm chẳng việc gì, một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng. Chúng ta đối với thế gian này cái gì cũng không cầu, chỉ cầu vãng sanh thế giới cực lạc. Cho nên chúng ta đối với bất kỳ người nào đều có thể chung sống rất tốt. Với người vô tranh, với đời vô cầu. Có cầu có tranh liền sẽ có xung đột. Chúng ta không cầu, ắt không có xung đột. Chẳng hề xung đột với bất kỳ ai. Thật sự là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Cho nên lời bàn luận của chúng ta phải công bằng, không có thiên vị mặt nào, cũng không chỉ trích phương diện nào hết, phê bình cái này cái kia, không có chuyện đó. Đại công vô tư. Hy vọng mọi người đều có thể học tập nhiều hơn một chút về giáo dục lý luận, đạo đức nhân quả, giáo dục của cổ thánh tiên hiền về văn hóa truyền thống. Như thế quyết định rất có ích cho đời này của chúng ta. Giáo dục Phật Đà là viên mãn nhất. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ là đủ rồi. Trong này đã bao trọn hết rồi. Cả Pháp Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiền Giáo, Mật Giáo, thấy điều hàm chữ hết trong bộ kinh này. Hoàng Niệm Lão dùng 83 loại kinh luận, 110 loại chú sớ của Tổ sư Đại Đức để chú giải cho bộ kinh này. Cho nên nội dung của bộ chú giải này vô cùng phong phú. Đọc bộ kinh này tương đương đọc hết một bộ Đại Tạng Kinh. Vì vậy có bộ kinh này lại thêm dứt đĩa của Hải Hiền Lão Hòa Thượng, nhiều đó đủ rồi, trọn vẹn rồi.